Tự học guitar căn bản bài số 12. Đây là một bài nhạc rất là nổi tiếng, có lẽ trong chúng ta ai cũng biết, với tựa đề ban đầu đó là Aurali, đã có từ thế kỷ thứ 19, chính xác là năm 1861. Và dựa trên giai điệu của bài nhạc này, Elvis Presley đã viết lại một lời khác, phát hành vào năm 1956 với tựa đề là Love Me Tender, mà chúng ta đã biết cho đến ngày hôm nay. Và tôi xin nói thêm ngoài lề một tí xíu, đó là Elvis Presley được mệnh danh là The King of Rock and Roll, đó có nghĩa là ông vua của nhạc rock and roll. Và ca sĩ Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương, rất là thần tượng Elvis Presley, cho nên đã lấy chữ Elvis ghép với tên Phương của mình thành nghệ danh Elvis Phương. Và Elvis Phương cũng chính là anh trai của nữ ca sĩ hải ngoại Kiều Nga, khá là nổi tiếng ở những thập niên 80 với dòng nhạc New Wave. Đó là đôi chút ngoài lề về bài nhạc. Và bây giờ chúng ta trở lại bài học Love Me Tender. Và cũng như ở những bài trước, việc đầu tiên là chúng ta phải xác định tên của nốt nhạc và ghi ở phía dưới. Đây là nốt Son. Đây là nốt Đô. Đây là nốt Si. Đây là nốt Đô. Đây là Rê. Đây là La. Đây là Rê. Đây là Đô. Đây là Si. Đây là La. Đây là Si. Và cuối cùng là Đô. Đó là về phần nốt nhạc. Về phần nhịp, ở bài trước chúng ta đã học nhịp 4-4. Ở bài này chúng ta chú ý chữ Si. Chữ Si là viết tắt của Common Time, cũng có nghĩa là nhịp 4-4. Nhịp 4-4 thì mỗi ô nhạc sẽ có 4 nhịp. D nốt đen có 1 nhịp. Nốt đen này nhịp thứ 2. Nốt đen này nhịp thứ 3. Nốt đen nhịp thứ 4. Qua ô nhạc tiếp theo, nốt đen nhịp số 1. Nốt đen nhịp số 2. Đây là nốt trắng. Đó chính là nhịp 3 và 4. Ô nhịp kế tiếp, mỗi nốt đen sẽ có 1 nhịp. 1, 2, 3, 4. Và ô nhịp cuối cùng, nốt tròn có 4 nhịp. 1, 2, 3, 4. Và tới đây, dấu 2 chấm phía trước vạch kép, chúng ta sẽ đàn lại đoạn nhạc này thêm một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành phần nhịp bằng cách vỗ tay trước khi đi vào phần thực hành trên đàn guitar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Và chúng ta làm lại thêm một lần nữa. Và đây là phần thực hành trên đàn guitar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, Son, Do, Si, Do, Re, La, Re, Do, Si, La, Si, Do, 2, 3, 4. Đến đây, các bạn hãy tập đàn thuộc lòng phần A này trước khi chúng ta bước vào phần kế tiếp, phần B.